Hello, xin chào và xin chào và lại xin chào mọi người. Ok, đang lang thang trên mạng thì tìm được một con game khá là mới đấy mọi người. Đây là một cái game dạng kiểu như là game chiến thuật. Sau đó thì chúng ta sẽ sưu tập những con thú cưng. Đây, ở đây mọi người có thể thấy là cái phần đồ họa của nó cũng khá là cute. Hệ thống thú cưng có vẻ là cũng nhiều đấy các bạn ạ. Mình đã tải game lấy sẵn rồi, chúng ta bắt đầu vào game nhé, xem là con này có gì hay ho không. Đây, con game này mới nào các bạn ơi. Đang cho truy cập sớm này, lượt tải xuống bắt đầu khoảng là 10.000 rồi. Ok, đây là giao diện chính của game này. Chúng ta đang ở là S74. Nào, thử vào game xem nào. Xem là có gì hay ho không. Game này hình như là của nhà phát hành Nhật Bản đấy sao các bạn. Cái phần cập nhật ban đầu nó ghi là chữ Nhật Bản. Nó đao xuống là 5 m. Thì dung lượng nó vào tầm khoảng gần 300 m các bạn nhé. Anh em cũng sẽ có phần triệu hồi này. Nâng cấp này, sưu tập thẻ tướng này, đang dạng ở đấy. Một thời gian dài trước à? Gì đây gì đây? Bạn muốn cứu thế giới à? Oh, Harry Ariamon, Yukino. Ui, một con bọ hung các bạn ạ. Ghê gớm nhỉ, Intimate này. Còn là quả rùa các bạn ạ. Đây là con gì đây? Vai game gì này? Đi non. Ui. Heo. Nó có cần là Pinocchio à? Có phải cái cậu bé mà nó rối mũi nó sẽ dài ra không nhỉ? Cả chú hề dạng như kiểu là khiếp, game này có gì này? Chúng ta chiến thắng. What is Bốt đây các bạn. Jun Chiu. Ủa, ghê gớm nhở. Cái sao biến thành con tí hon này. Phần đồ họa của nó phải nói là đỉnh luôn. Kinh dị thật đấy. Khả năng cái này của Nhật các bạn. Đây, giới thiệu chính của anh em đây. Ok, là các cái phó bản này. Cái này là con quái quỷ gì đây? Ôi, nãy nhìn thổi báo lắm cơ mà. À, tức là nó sẽ có vần trượt giống kiểu là Anderson, các bạn click vào đúng cái điểm cuối nó sẽ tạo thành một cú đánh perfect. Cảnh báo gì đây? Đâu là người giảm đẹp à? Biến hóa. Ok, hai con cùng lên chơi game kiểu là nhảy ao ấy. Úi dồi, à cộng đẹp này. Tiếp. À, lắm chuyện nhỉ. Đấy các bạn thấy chưa, cái phần combo của game này khá là hay. Nhạc nền cũng hay nhá, nhạc nền rất là ấn tượng nha, nghe nó sôi động. Ok. Đây, summon đây các bạn, triệu hồi đây nào, triệu hồi. Xem có con quái nào không nào. Con này trông nhí nhố nhỉ, nhìn nó không hoành tráng thế nào.
Ơ, không cho con kia lên trận à? Còn mỗi có hai con thôi à? Trời, à đấy, nó lên trận đây này. Ok, còn bò ba con lên luôn các bạn ơi. Blastmaster. Ui dồi ui. Đam to dữ vậy. Vứt ra cái cục gì đó rồi thu hồi nó lại. Ôi giời ơi, búp máu, nhân vật này búp máu cho lên chúng ta. Cái phần tiếng perfect ấy giống y hệt như là tiếng ao. Ngày xưa mình cũng chơi ao rồi nên là mình thấy đánh giá là nó giống y hệt luôn. Ok, Victory Island. Lên level 3 rồi. Đây là cái gì đây? Fan này. Nâng cấp lên LV các bạn. Ua. Devin Mon. Hay ho phết nhỉ. Ủa, tên kia nó vào team mình từ lúc nào vậy? Ủa, có thể 3 sao các bạn nhá. Nó hẹn luôn, nó còn chưa kịp ngoánh gì cơ. What? Khiếp thật nhỉ. Cái gì vậy trời? Thôi, game này là đỉnh. Đỉnh có chóp, có chóp có đỉnh. Sao là cái bộ skill của nó nhìn đẹp quá trưởng luôn. Ồ, nó lại ra một cái gì đây? Sao mấy quả lông lá này tụ họp đấy? Ra một quả trứng à? Nhìn lại này, lại như kiểu là cái phần cốt truyện của nó sẽ có thêm cái gì đó các bạn. Correct, correct, correct. À, đây là mảnh ghép, đây ghép mảnh nhé các bạn ơi. Được thêm một con nữa này. Ok, cái hướng dẫn cũng khá là đầy đủ, các bạn không cần phải lo lắng lắm nữa. Oh, rồi rồi rồi, đây có gì đây? Trông như con thỏ người thỏ mà lại có cân đeo cánh ta, nó lại thành cánh cũng méo hiểu luôn. Ok, mình đang để phải auto rồi các bạn, nó sẽ tự động tấn công luôn, perfect các kiểu luôn, không cần phải lo. Sao đẹp phết đấy. Mấy quả này giống quả xem mạo hung nhỉ, bạn dạng rồi đấy. Răn. À, chúng ta đang lên lập lên rồi, tăng tăng sao các bạn, tăng sao, sao con khủng long là lên 2 sao, tốc độ tăng 10 này, cái này là xe giờ chắc là đam crit à. À, đây là bảng tiến hóa của con này các bạn nhé, đây này. Đây. Từ con cùi cùi này lên con này, xong lên con này, lên con này, cuối cùng lên con này, commission chắc là nó chưa mở. Ô, cái gì đây? Chưa hiểu lắm. À, đây, tiến hóa. Khiếp thật nhỉ. Có gì đây? Mấy quả này giống quy quả
ốc sên nhưng mà là lại có tay các bạn, em hiểu cái đầu óc con sáng tạo của gì đấy các bạn bên ngoài này nữa, nhiều trò thật đấy. Nó bắn như con ba mươi mấy máu thì bao giờ mà chết được. Úi dồi combo, úi dồi, bộ kỹ năng của game này phải nói là quá đẹp, âm thanh cũng quá đỉnh luôn rồi. Đang còn chết là khỉ hát karaoke nữa. Chưa hiểu lắm đâu, đau đầu thật đấy. Ôi giời, hát karaoke mà mất máu luôn các bạn. Kinh dị thật, còn game gì. À, biến nó thành con này được. What the hell, các bạn nhìn thấy không? Game này phải nói là đỉnh. Thôi chả biết khen cái gì nữa. Khen nhiều quá rồi. Sợ thật. Các cái hiệu ứng của nó rất là nó nịnh mắt dần dần rồi ấy. Ok, nên là như là nạp đầu các bạn nhỉ, nạp đầu như xin từ 4 sao này. Đó, đây là bảng VIP của nó nhá các bạn ơi. Giờ mình sẽ trở ra để nói qua một chút nào. Đây là cái gì đây? Activity. Lại một tướng 3 sao nữa. Con này con chim ưng nhưng lại gắn cái cặp sừng dê này. Mình nhớ hiểu được rồi con game này. Nó sáng tạo cái gì. Các bác Nhật Bản này đúng là đau đầu thật đấy. Bút đầu. Ok, như vậy là cái phần ưu đãi người chơi mới mình thấy cũng khá là ngon lành cành đào. Ủa sao không cho nó lên được vậy? Van này sắp xếp đội hình à? Ok, có 6 vị trí ra trận. Nó có 5 4 sao được ra trận rồi này. Cho tiếp cái con 3 sao này ra trận này. Rồi, mission này, nhiệm vụ đây, nhiệm vụ hàng ngày đây, correct. Ok, nhận nhiều cũng đó bắt đầu. Nạp lần đầu đây mọi người ạ. Nạp lần đầu nạp 60 kim cương nhưng em sẽ nhận được con này mảnh 300 mảnh con này. Nãy mình nói rồi nhỉ. Đập trứng các bạn ạ. Bây giờ lại phải nạp tiền thì tiền đâu mà nạp. À đây là tăng cấp để nhận kim cương các bạn. Thư à? Thư có gì không? Collect, collect. Đây là cái gì đây? Đợi từ mò mò xem có tiếng Việt không nha các bạn ơi. System setting này.
Rename code này, làm code đấy nha các bạn ơi. Music này, player này, blacklist. Không thấy phần language đâu các bạn. Xem ra là không có nói rồi, không có tiếng Việt rồi. Chúng ta mò tiếng Anh không? Ok, nâng cấp con này 4 sao, nâng cấp bao nhiêu các bạn ạ? Nâng cấp nhiều mới ngon được. Ngày thứ hai em sẽ nhận được một con sói này, sói 4 sao các bạn. Ngày thứ bảy là nhận được một con phù thủy này cũng 7 sao, à cái nó cũng có nhầm 4 sao, ngon phết à. Đã người chơi mới trong game này mình đánh giá là nhiều đấy mọi người, ngon đấy, đùa đâu. Ok, chúng ta thử vào đây nào. Test thử con tướng mới nào. Nhiều kim cương phết á. Ok, chúng ta full 6 vị trí ra trận. Hàng trước này sẽ là hàng thủ các bạn nhé. Hàng sau sẽ là hàng công này. Ui, nó hút như thế này thì combo 43 phát liền. Ho ho ho. Trông cục xúc phết đấy. Ui. Một skill đẹp phết đấy. Một vả. KO. Những con thú phải nói là quái dị luôn. Đúng là những con thú này không đụng hàng đâu các bạn ạ. Không nhìn thấy ở ngoài đời cũng như các cái game khác này. Chị đây mình chưa bao giờ thấy con thú gì nó lạ mắt. Úi rồi, nó cắn nó đi. Ghê gớm vậy. Một vả. Ok, KO rồi, KO rồi. Nếu mà anh em chơi anh em nên để con đang chính ở hàng sau đấy. Cho là tanh cho lên hàng trước, nó thủ nó tốt hơn. Gì vậy ta? Nâng skill cho con này. Unlocks four star 3 này, 4, 5, 6, một một con này thì có 6 kỹ năng các bạn. Đây, khá nhiều luôn, bình thường sẽ có 4 kỹ năng nhưng mà game này tận là 6. Như vậy anh em sẽ cần cân nhắc rất là kỹ để mà chơi tốt được cái con game này. Được mỗi cái mảnh thôi mà bầu mè mãi chưa. Cỏ ba lá là cái gì đây? Index này, Adventure này, quân chương này. Ồ, nhiều thứ để khám phá lắm các bạn nha. Arena là đấu trường này. Bốt thế giới này. Event lever này. Dạng kiểu gì đây? Inventory túi đồ à? Đây là mảnh của các con.
ho mới lạ xứng đáng cho anh em chơi trải nghiệm. Có rất là nhiều thứ như mình nói rồi hay ho trong cái con game này, các bạn có thể xem kỹ lại cái phần đấy. À đây là phần như kiểu là lắc xí ngầu để di chuyển đó. Bán nữa à? Nhận được quà hay cái gì đấy. Ok, cái điểm ấn tượng nhất có lẽ là mình là cái phần dung lượng game nó nhẹ mà anh em có số lượng quái vật này rất là đồ sộ luôn, nhìn được cái phần quá trình tiến hóa của nó này. Thì giống như các cái game thẻ bài khác thì mình cũng có thể là sưu tập các mảnh này, tập tài nguyên này để nâng cấp tướng này. Thì cái đấy cũng giống các game khác thôi, nhưng mà cái phần hình ảnh quái vật ấy, hệ thống skin được nâng cấp lên rất là rõ rệt, rất đẹp và nhiều cái phần hay ho nữa, âm thanh game cũng hay, ưu đãi người chơi mới cũng nhiều. Nói chung đây là một game hoàn thiện, mình không có điểm gì chê con game này. Anh em có ý kiến gì thì sẽ comment ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, một game rất hay.